Cửa hàng nông cơ Hải Trà Tân xin kính chào tất cả quý khách hàng. Địa chỉ cửa hàng thôn 1 Trà Tân, Đức Linh, Bình Thuận, số điện thoại 0932871994. Hôm nay cửa hàng em sẽ giới thiệu cho tất cả khách hàng 5 con máy cưa xích Nhật và Đức, bao gồm như dòng Shingu, Ryobi, Makita, rất là đẹp luôn. Estin 041 và con Hu 254 Thủy Điển nhé. Thì trong video này bên em sẽ có báo giá chi tiết cụ thể nhé. Anh em kết con nào thì mình liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0932871994. Thì đầu tiên là bên em sẽ giới thiệu cho mọi người một con cưa xích tay cụt Shingu 303. Rất là đẹp luôn, Shingu màu vàng đen. Hai ốc xích lam nhé, đời cao hai ốc xích lam, lam 35 nhé. Xích sử dụng là xích 25, xích này là xích bãi, về phải rúa bén nha anh em lưu ý. Xích này phải rúa bén mới dùng được, còn anh em muốn ngon thì thêm 100 ngàn là được đổi được sợi xích mới. Giá thì bên em đang bán ngoài là 1.800.000 đồng nha mọi người. Một con Shingu 303 cực chất, đời này lửa đời mới, nổ 3 giòn luôn. Máy móc thì bên em đã test nổ thoải mái rồi. Nhận hàng, kiểm tra hàng, test nổ thoải mái nha mọi người. Một con Shingu của Nhật Bản. Hàng nguyên zin nhé. Bao nguyên zin từ Anjac, giá chỉ có 1.800.000 thôi. Con này thì 30cc, nặng của nó là 3.6 cân nha mọi người. Anh em thích hợp cho tất cả khách hàng sử dụng leo cây, cắt cành, dọn rẫy, dọn vườn, sử dụng trong gia đình nhé. Giá vừa, hàng chuẩn Nhật Bản nhé. Giá là 1.800.000 đồng. Anh em nào mua thì mình gọi trực tiếp qua số điện thoại 0932871994 nhé. Đó là con Shingu 303, con tay cụt. Và tiếp theo là một con tay dài Ryobi ES440, một con Ryobi trợ lực đời mới, có bơm phụ này, e gió này. Con này là lam Oregon 40. Xích sử dụng là xích trùng 91 này. Dùng xích bãi luôn nhé, về phải rút bén mới dùng nha mọi người. Hàng nguyên zin nhé, bao nguyên zin. Con này về sử dụng trong gia đình thì hết xài luôn, bao ngon nữa. Đảm bảo cho anh em là về đời mới, nên là anh em cứ an tâm. Nếu mà khách hàng muốn mua một con máy nhạy nổ, cực kỳ nhạy nổ, ổn định, không có trục trặc vặt, thì mua dòng này. Loại nào ngon thì em sẽ giới thiệu cho mọi người. Con Ryobi giá thì 2.400.000 đồng nhé. Mua hàng thì mình liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0932871994 nhé. Con này thì 34cc, nặng 4.2kg. Đó là con Ryobi 440. Tiếp theo là con Makita 3435, một con tầm trung 34cc luôn. Hai con này mã lực ngang nhau. Nhưng con này đời trước này. Nhưng mà rất là đẹp nhé. Hai ốc xít lam. Lam 35, lam Makita zin luôn, xích trùng 9, xích trùng 25 này. Xích này là phải rút bén mới dùng nhá. Xích này còn khoảng 80% nhá. Rất là đẹp luôn. Bao mới luôn. Con này rất là đẹp luôn. Chung là về xài trong gia đình thì khỏi phải suy nghĩ. Mua hàng thì mình liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0932871994. Con này thì 34cc, nặng 4 cân 7. Giá thì bên em đang bán là 2.300.000 đồng. Anh em mua hàng thì mình liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0932871994 nhé. Đây là con Makita E 3435 của Nhật Bản nhé. Rồi tiếp theo là bên em sẽ giới thiệu cho mọi người mẫu cưa Estin hàng của Đức đi khai thác. Con Estin 041 AVS1. Con này là hàng Estin 01 dành cho anh em chuyên khai thác. 61cc, lam theo máy lam 60, lam Latin 60, cái lam đi mua rời là 700.000. Xích sử dụng là xích đại, xích còn 90% so với mới. Con hàng này thì của Estin đời đầu nhé, nồi đồng cưa đá nhé. Khai thác khỏi suy nghĩ luôn. Hai ốc xích lam. E gió này. Con này 61cc, rất là mạnh mà giá rẻ nhé. Con này thì bên em hiện tại đang bán với giá là 2.000.000 đồng, 2.200.000 đồng nhé. 2.200.000 đồng, Estin 041. Mua hàng thì mình liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0932871994 hàng hàng nhé. Một con dành cho anh em chuyên khai thác bổ xẻ nhé. Chỉ có 2.200.000 thôi mà 61cc nhé. Rất là mạnh. Đó. Chung là hàng này nồi đầu cũng đá. Rồi tiếp theo con cuối cùng là bên em sẽ giới thiệu cho mọi người con Thủy Điển. Một con Hu 254 nhé. 254. Cực chất luôn. Con này là hàng chuồng của Thủy Điển luôn. 54cc. Dành cho anh em chuyên khai thác lam Latin. 50, xích sử dụng là xích trung 325. Rất là mới luôn. Mặt lốc màu sơn đấy. Lam zin chứ không phải lam lô nha mọi người. Lam zin đẹp đẹp. Đầu nó tinh còn mới căng luôn. Dày nguyên. E này, công tắc này.
hàng nguyên zin. Hàng này khai thác thì khỏi suy nghĩ nhé. Hu 254. Làm một chữ làm zin cho mọi người, làm Latin. Còn anh em muốn rẻ tiền thì anh em xài làm thường, làm nhông. Có hai đời làm. Đó thì bên em đã bán con này là 4.300.000 đồng nhé. Anh em mua hàng thì mình liên hệ trực tiếp qua điện thoại 0932871994. Bên em có ship hàng toàn quốc nhé. Khách hàng mua hàng thì đặt cọc và cho địa chỉ nhà hàng nhé. Còn anh em thích cắt nổ, nghe tiếng nổ thì vào Zalo điện thoại 0932871994 em gửi qua cho. Còn nhận hàng mọi người cứ kiểm tra hàng, cắt nổ thoải mái. Lưu ý là những cái con này là xích đều là xích bãi nha. Trước khi cắt nổ để cắt thử vào cây thì mọi người phải rũ bén mới cắt vào cây mới ngọt được. Còn nếu để như thế này cắt vào cây nó sẽ không có ngọt nha. Lưu ý là như vậy. Còn tất cả những cái máy như thế này bên em đang đáp xích bãi theo máy. Anh em muốn đổi sang xích mới thì bù thêm 100.000, bên em sẽ đổi sang xích mới cho mọi người nhé.